Xin giới thiệu một chút thì mình là Đào Đào, hiện mình đang là photographer và content creator trên đa nền tảng. Và có lẽ để giới thiệu kỹ hơn về một người chụp ảnh thì chúng ta đã dùng hình ảnh chúng ta giới thiệu đúng không? Thì đây chính là cái phong cách hiện tại của mình. Thì các bạn sẽ thấy là đa phần những cái hình ảnh của mình thì sẽ hướng đến cái việc là mình sẽ chụp làm thơ nhiều hơn này, những cái concept nó bay bổng một chút và đặc biệt là rất nhiều ánh sáng ở trong đó đúng không? Và một điều nữa đó chính là đa phần nó sẽ là ánh sáng tự nhiên thôi. Vậy thì câu chuyện là tại sao hôm nay chúng ta lại đến một cái chủ đề, đó chính là chủ đề Halloween đúng không? Thì ban đầu nó cũng sẽ bắt đầu từ những cái lời đề nghị nó rất là trái ngược một chút xíu. Đấy là mình được một lời đề nghị, đấy là chụp cái concept Halloween và tạo ra một cái concept Halloween. Vậy thì đối với một cái khía cạnh mà thực tế là mình cũng không làm việc nhiều với cái kiểu Halloween này, và mình thậm chí là mình cũng khi mà ban đầu mình nhận lời đề nghị thì mình cũng không tự tin lắm. Vậy thì bây giờ mình phải xử lý đó với đó như thế nào? Và qua cái buổi này thì mình cũng muốn được là tất cả các bạn khi mà chúng ta mà chụp ảnh ấy, sẽ có rất nhiều trường hợp là đôi khi khách hàng chúng ta sẽ đưa ra những cái yêu cầu nó rất là khó, nó rất là trái ngược với ý của chúng ta. Nó sẽ theo kiểu như là chị ơi em thấy như thế này nó mới đẹp này, nhưng mà chị đấy lại yêu cầu một cái kiểu chỉnh sửa hoặc là một kiểu chụp khác chẳng hạn, nó hoàn toàn không hề đúng với ý của mình. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Ok, vậy thì chúng ta bắt đầu từ cái việc là lên ý tưởng trước. Vậy thì khi mà có được cái ý tưởng trong đầu là chụp Halloween thì cũng đang mình cũng như các bạn ở đây thôi, là khi nhận được một cái đề nghị khó chẳng hạn thì mình cũng không biết là mình nên bắt đầu từ đâu, mình sẽ xây dựng cái ý tưởng nó như thế nào. Và trong đầu khi đấy thì mình chỉ có là Halloween đặc trưng của nó sẽ là có những cái gì. Thì khi ấy thì mình nghĩ là Halloween thì nó sẽ có là phần là nó hơi kinh dị một chút này, nó sẽ hơi ma mị, nó sẽ hơi đen tối một tẹo. Và đa phần nó sẽ là theo hướng kiểu cái tông màu chủ đạo của Halloween thì nó sẽ là kiểu màu đen này, màu trắng này, hoặc là đôi khi là sẽ có một vài màu cam chẳng hạn, hoặc là màu đỏ. Thì đối với cái mình chỉ có những cái như thế trong đầu thôi và mình cũng không biết là nên tạo cái concept theo một cái hướng như thế nào. Và cái câu chuyện là mình lên ý tưởng bởi vì mình chưa có gì trong đầu, vậy nên mình phải tìm một cái ý tưởng đó. Thì mình sẽ có thể là mình sẽ lên trên mạng này, mình sẽ hỏi một vài người đã từng làm concept đó rồi này, thì mình sẽ có được một vài cái keyword để mình tìm. Ok, tiếp theo này. Ok, vậy thì mình tìm những cái ý tưởng này ở đâu? Thì nếu mà ở trên mạng nhá thì mình sẽ có một vài nơi, ví dụ như là đầu tiên các bạn có thể thấy là đến chỗ là Flickr này, là một cái nền tảng cũng khá là quen thuộc với các bạn chụp ảnh rồi. Thì mình sẽ tìm cái keyword là Halloween ở trên này. Tuy nhiên thì trên Flickr có một cái là nó rất ít những cái concept và đa phần nó sẽ là theo kiểu mọi người chụp chiêu chiêu chơi chơi thôi, và thậm chí là có đa phần là chụp sản phẩm là nhiều. Vậy nên là mình sẽ không có quá nhiều hình ảnh mà mình sẽ chỉ lấy được một thứ duy nhất ở trong này, đấy chính là cái tông màu chủ đạo và cái cách phối màu cơ bản của chúng ta concept. Chính vì thế nên là mình đã thấy là đa phần nó sẽ là màu cam này, màu đỏ này, và đôi khi có cả màu tím nữa, thì mình đã nốt được ra ba cái màu chủ đạo này. Tiếp theo đến một cái thứ hai nữa, không biết các bạn có biết cái app gì đây không nhỉ? Mình thấy hơi không quen lắm, nhưng mà nó là đầu tiên cái TikTok Trung Quốc ấy. Thì được một cái là TikTok Trung Quốc thì có rất nhiều những cái ý tưởng các bạn có thể vào, các bạn có thể tìm hiểu. Nhưng mà nó chỉ bị một cái duy nhất thôi, đấy chính là mặc dù ý tưởng nó nhiều như thế nhưng mà cái ngôn ngữ nó sử dụng đó chính là tiếng Trung, nó rất khó đúng không? Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta không quá lo, bởi vì là với Google Dịch này hoặc là ChatGPT này thì mình hoàn toàn có thể dịch một cái ý tưởng của mình ra. Ví dụ như là mình đang nghĩ là tôi muốn chụp một cái concept Halloween với tông màu chủ đạo là màu cam này, màu tím này, hoặc là màu đen này. Đó, sau mình đã đánh vào cho nó dịch thôi. Và thậm chí là mình có thể nhờ ChatGPT nốt lại một vài cái ý. Ví dụ như là tôi cần lưu ý những điều gì. Sau đấy là mình sẽ vào lên, mình sẽ lên Duolingo để mình tìm. Thì tương tự như thế thì mình cũng đã nốt ra một vài cái. Ví dụ như là cái concept này chẳng hạn. Mình đã nhận ra là ok, bây giờ để thực hiện một cái concept Halloween thì mình nên nhắm vào một cái concept nào của nó mà nó theo một vài tông màu thôi. Ví dụ đen với trắng nó sẽ đi với nhau này. Đó, và các con sẽ màu sắc hơn, ví dụ như bên dưới này chẳng hạn có cam, hồng, và đỏ, thì mình đã lựa chọn được là bây giờ mình có thể đi theo hai hướng. Một hướng là chỉ sử dụng đen trắng, và hướng thứ hai là mình sẽ sử dụng nhiều màu sắc hơn. Ơi, và cái một cái tiếp theo đấy là nơi mà mình tìm cũng khá nhiều, cái này cũng là TikTok thôi. Các bạn có thể tham khảo thêm một vài cái nơi nữa, ví dụ như là Xiao Hong Shu này, một trong những nơi mà các tỷ tỷ Trung Quốc này và rất nhiều người cũng đã dùng để mà chúng ta tìm được những cái ý tưởng, ví dụ như từ make up này đúng không? Đặc biệt là về make up và là về
việc chọn những cái decor xung quanh. Về vậy thì là sau khi đã chốt được một vài cái ý tưởng về concept thì mình sẽ phải chuẩn bị một vài thứ. Đầu tiên đó chính là cái mẫu, thứ hai là về make up, và ba là phải tạo dáng. Mình nghĩ là đây sẽ là ba thứ gần như rất quan trọng, bởi vì cái lớp make up nó sẽ quyết định xem là việc cái concept nó sẽ như thế nào. Ví dụ như là mình muốn make theo kiểu cổ điển chẳng hạn, nó sẽ kiểu đơn giản hơn beauty một chút, hay là theo kiểu nó vẽ vời theo kiểu hơi painting một tí lên mặt chẳng hạn. Thì từ những cái lớp make up như vậy thì mình sẽ phát triển ra là đối với một cái màu make up, đối với một cái tone make up như thế, mình sẽ chọn những cái decor nào cho nó phù hợp đó. Và tương tự như cái tạo dáng cũng vậy. Ví dụ như là chúng ta đã có hết rồi, rồi như là bản mẫu mà lúng túng trong việc tạo dáng này thì nó rất là khó chúng ta chụp đúng không? Vậy thì ví dụ mà khi đi chụp thì các bạn có thể là trước buổi chụp nhá, các bạn có thể dành ra khoảng 15 đến 20 phút chúng ta lên mạng, chúng ta tìm cái tạo dáng, sau đó chúng ta sẽ lưu lại, chúng ta sẽ thảo luận trước các bạn mẫu. Một vài cái nơi mà mình có thể tìm cái hướng dẫn tạo dáng, ví dụ như là Pinterest này, ví dụ là posing Halloween concept chẳng hạn, kiểu như vậy. Bởi vì thực sự là mình cũng chưa hề có kinh nghiệm nhiều trong việc tạo dáng về Halloween hay là những cái concept như thế. Vậy nên là cái việc mà tìm hiểu trước khi chụp, sau đó chúng ta sẽ trao đổi lại. Ví dụ như dáng này, hôm nay chúng ta chưa chụp, chúng ta sẽ chụp dáng này hôm nay. Đó, ví dụ bạn mẫu bạn ấy có khó khăn hay là bạn ấy có chưa hiểu cái dáng nào, chúng ta có thể đưa điện thoại lên này và chúng ta đưa cái hướng dẫn ra. Đó, chúng ta sẽ tạo dáng như vậy. Thì đối với một đầu khi mà chúng ta đã chuẩn bị trước như vậy thì cái buổi chụp nó sẽ dễ hơn rất là nhiều đúng không? Và cái giao tiếp của chúng ta với mẫu này nó sẽ không bị theo kiểu là dáng này nó xấu quá, dáng này không hay, không là không đẹp. Đó, kiểu như vậy. Ok. Cái tiếp theo đó là về lên ý tưởng như thế nào. Vậy thì sau khi đã có tất cả những cái như vậy rồi thì mình cần phải tổng hợp nó hết vào cái mood board để mình có thể là mường tượng ra trong đầu là nó gồm những gì, nó có những tông màu nào, đồ đạc các thứ ra sao. Để bởi vì là khi mà mình đã tưởng tượng được trong đầu thì ít nhất là nó có thể thành hiện thực được rồi. Nhưng mà khi mình đã hình ảnh hóa được nó, câu từ hóa được nó, và mình đã vẽ ra được nó thì gần như là mình chắc chắn sẽ làm được, gần như thôi nhá. Ok, thì với cái lớp make up trước, mình luôn bắt đầu từ lớp make up trước này, thì mình đã dự kiến là nó theo cái hướng, theo hai hướng. Đầu tiên nó sẽ là hơi vẽ vời một chút và sẽ theo kiểu hơi kiểu Trung Quốc một tẹo. Và cái thứ hai nó sẽ là theo hướng là hơi đơn giản một chút, theo kiểu là hơi beauty các thứ ấy, mọi người vẫn hay thấy. Và tất cả cái setup thì đây sẽ là một cái setup mà mình cũng đã thấy khá là hay, và mọi người có thể thấy bên cạnh bên kia mình cũng sẽ làm tương tự. Vậy thì đối với concept gốc thì nó là hoa vẻ màu trắng các thứ này, nhưng mà để là làm nó thành Halloween thì mình đã biến tấu một chút, đấy là mình sẽ đổi nó thành từ tất cả các màu khác, mình sẽ chuyển nó thành màu đen và màu trắng thôi. Vậy thì đối với cái concept như thế này thì sao? Bởi vì là cái concept màu sắc như thế này bản thân nó đã là một cái concept Halloween mà mình cảm thấy khá là thích rồi. Vậy nên là mình đã kết hợp nó vào một concept ngày hôm nay. Và như mọi người thấy là cảnh sen mà chụp với gấu bông này này, thực sự là nó khoảng một tầm 1-2 tháng gần đây là nó khá là nổi đúng không? Và sẽ thấy khá là nhiều. Vậy thì câu chuyện là mình có thể kết hợp tất cả những cái như thế vào concept được không? Làm sao để mà từ một cái concept Halloween này mà mình gần như là mình chưa làm bao giờ chuyển sang một cái concept nó về làng thơ một chút, nó về một cái đáng yêu một tí, nó giống với cả cá tính của mình hơn. Thì câu chuyện nó cũng giống với cái việc là cái người khách họ ra một cái concept và mình dần dần mình thuyết phục họ lại thành một cái kiểu mà mình có thể tự tin mình làm. Ok, vậy thì đối với tất cả những con gấu như này thì mình hoàn toàn mình có thể đưa nó về những cái con gấu mà nó hơi theo cái tông màu của mình một chút, ví dụ như màu trắng, màu cam này, và thêm một vài cái chi tiết về Halloween mà các bạn có thể thấy ở đây này. Và đặc trưng của nó vẫn chỉ là các bạn nhớ nhất là khi mà chúng ta chụp mẫu, vậy nên là chụp chân dung thì cái điểm nhấn nhiều nhất nó sẽ vẫn luôn luôn là cái make up trên khuôn mặt của bạn mẫu. Make up này, biểu cảm này và tạo dáng này, nó sẽ là những cái mà gần như là những cái keyword, và tất cả những cái liên quan đến decor setup nó chỉ là một phần nào để mà nó bổ trợ cho các bộ các con buổi chụp của chúng ta thôi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có là một cái phần khá thú vị, đấy là cài đặt về máy ảnh. Thì ở đây thì mình muốn hỏi vài bạn trước nhất, đấy là các bạn thường setup máy ảnh các bạn sẽ lưu file như nào? Thế ok, mình có thể hỏi bạn Nam này được không nhỉ? Bình thường nếu mà đi chụp cái bài ảnh sẽ luôn các bạn để trong cái là
bên luôn. Đó là đi làm về khách có cần chuyển trong buổi là mình sẽ có ảnh đặt demo trước ấy thì mình sẽ có thể gửi file lên cho khách. Còn về việc viral thì mình sẽ gửi lại đi xong gửi cho khách xong. Đây là quy trình để em đi làm. Cảm ơn bạn nhé. Ok. Ok, mình sẽ thử hỏi thêm một bạn ở bên này nhá. Xin mời bạn nào. Bạn có thể giới thiệu qua tên một chút không? Em xin giới thiệu, em tên là Khải. Thì em cũng mới tham gia cái lĩnh vực này. Thì bình thường thì em cũng như các bạn thôi, thì em cũng lưu dành một file JPEG như một file RAW. Nếu cần thì sẽ xuất hiện luôn. Ok, cảm ơn bạn nhá. Được rồi, ok. Một câu hỏi nữa đấy là mình muốn hỏi tất cả mọi người là đến đây một cái là có ai ở đây đã dùng A73 không nhỉ? Sony A73. Còn cũng là bạn đang dùng luôn à? Thì chia sẻ với mọi người một cái là cái này không phải chê, nhưng mà thực sự trong cái quá trình trải nghiệm dùng Sony của mình thì cái file JPEG, đặc biệt là A73 nhá, và màn hình thì nó hơi không nên cho khách xem một chút. Đấy, kiểu là như vậy. Thì mọi người hiểu nhá. Chúng ta chụp RAW và JPEG. Tuy nhiên thì khi chỉnh chúng ta sẽ chỉnh file gì ạ? RAW đúng không? Ok, nó sẽ là file RAW. Vậy thì file JPEG chúng ta để làm gì ạ? Ok, để xem file JPEG là chúng ta để xem thôi này, đúng không? Nhưng mà mình còn có thêm một cái nữa đấy là thực sự là file JPEG nó chỉ để xem cái lúc đấy thôi đúng không? Cho khách xem hay là cho ai xem nhỉ? Hay là cho bản thân mình xem, mình check file thôi. Ok, một câu hỏi xíu này giải ra giao lưu với mọi người. Đấy là chúng ta thường dùng file JPEG để làm gì? Ok, mình sẽ xin chào bạn một cái nhé. Không gian rất thoải mái. Mọi người thường dùng file JPEG để làm gì? Em nghĩ là chủ yếu là để lưu file và để xem thôi. Chủ yếu là lưu và xem rồi ạ. Ok. Bên này cái nhỉ? Xin mời bạn nhé. Là em chỉ dùng RAW thôi ạ. Chỉ dùng RAW? Vâng. Ok, cảm ơn bạn nhé. Bạn tên là gì nhỉ? Em tên Đăng ạ. Đăng. Ok, vậy thì ok, đa phần thì chúng ta sẽ là chụp RAW này, chỉnh RAW này, đúng không? Tuy nhiên thì đối với mình thì mình đã thấy là cái file JPEG ấy thực sự là chúng ta đang hơi phí cái chức năng của nó. Ví dụ như là chúng ta bình thường có thể chúng ta lưu RAW một thẻ này và JPEG một thẻ, với cái điều kiện để là chúng ta tối ưu cái dung lượng này và backup. Ví dụ thường một vài bạn thì sẽ dùng file JPEG để backup đúng không? Tuy nhiên thì nếu như mà chỉ dùng nó để backup thôi thì nó gần như là nó hơi phí một chút. Thế nên là mình đã cho một cái JPEG nó thêm một cái chức năng nữa, đấy chính là cái việc là chúng ta có thể chụp và xem được cái tông màu chủ đạo của cái concept bằng file JPEG. Các bạn đã biết được là cái việc mà chúng ta sẽ chỉnh sửa những cái creative look này, cái màu sắc, những cái liên quan đến độ ca thì nó sẽ ảnh hưởng đến JPEG là nhiều nhất đúng không? RAW thì chúng ta có thể về chúng ta chỉnh lại. Nhưng mà với JPEG, ví dụ như khi các bạn là kéo độ ca nó cao quá, thấp quá chẳng hạn, thì JPEG nó sẽ không chỉnh được quá nhiều. Và tất cả các thông số còn lại nó cũng như vậy. Kể cả là việc picture profile này, hay là tất cả các màu lưu sẵn này. Thì có bao nhiêu bạn ở đây là chúng ta đã quan tâm đến iPhone 16 Pro nhỉ? Mình nghĩ là ai cũng xem qua rồi, đúng không? Vậy thì một cái chức năng mà iPhone 16 mà có ấy, đấy là cái chức năng mà chúng ta điều chỉnh những cái, một là về màu sắc này, hai là về cái biểu đồ mà nó xanh đỏ tím vàng các thứ ấy, về tông màu ấy, ví dụ chúng ta có thể chỉnh sang tông xanh này, tông tím này, tông đỏ này và tông vàng này, rất nhiều thứ đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta không làm như thế đối với JPEG đi? Ví dụ như concept ngày hôm nay là ví dụ mình làm ra một cái bên này nó khá là nhiều màu sắc, vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào bình thường này nhá, thì nó sẽ ra được một cái tông nó khá là đều hơn đúng không? Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta thử đổi nó sang một chút sang tông hồng, tông vàng chẳng hạn, thì gần như là mình đã có một cái nhìn nó, ví dụ như là chúng ta sẽ đỡ phải tốn công về để chúng ta suy nghĩ xem là file RAW mình sẽ edit như thế nào, và chúng ta sẽ có một cái ảnh gần như là nó sẽ giống với cái file cuối cùng của chúng ta hơn. Các bạn hiểu, tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái tông màu có sẵn để về mình đỡ mất công mình phải suy nghĩ. Đó, khi mà đi chụp thì mình đã có rất nhiều cái trường hợp như thế này. Đấy là khi chụp về xong rồi mình sẽ không biết edit được cái màu như thế nào. Đặc biệt là chụp Tết, nhất là đi chụp Tết mà áo đỏ chẳng hạn, bối cảnh mà nó hoa màu trắng hoặc hoa đào, hoa hồng, các thứ rất nhiều đi, thì nhiều khi mình chỉ cần chụp thôi, nhưng mà xong về mình không biết là nên edit theo kiểu màu hơi trong sáng một tí hay là về nó theo màu nó hơi cổ điển chẳng hạn.
Thì không biết là ở đây có bạn nào từng gặp cái trường hợp như thế chưa, chứ là mình là gặp khá là nhiều đấy. Và đặc biệt là cái trường hợp là khách yêu cầu một cái tông màu nào đó, ví dụ là không, em thích cái tông màu này em không thấy đẹp, vậy thì mình có thể chỉnh cái màu Z-Bake ra đúng ý của khách hàng, hay thậm chí là chỉ đơn giản là đúng ý của bản thân mình. Rồi sau đó về mình chỉ cần áp cái file RAW vào, mình chỉ giống như thế thôi. Đó thì nó có thể tiện hơn không? Ok, vậy thì với những cái như này thì cái chức năng là Creative Style nó sẽ giúp mình rất nhiều trong cái trường hợp là mình chụp mà mình chưa có một cái suy nghĩ nào về hậu kỳ chẳng hạn. Mình hoàn toàn có thể tăng giảm highlight shadow trước này, mình hoàn toàn có thể là chọn một cái tông màu phù hợp trước này, làm sao để cho nó phù hợp hơn, làm sao để cho nó mình thích ngay lúc đó. Bởi vì cái cảm giác mà khi đi chụp ấy, mình thích ngay lúc đấy rồi thì về mình sẽ rất hào hứng mình làm này, đặc biệt là anh khách nhá. Đó, hoặc là đặc biệt là ví dụ như khi khách mà thích rồi chẳng hạn, khách mà thích một cái tông màu rồi hoặc là da rẻ họ mịn màng rồi, mà muốn da rẻ mịn màng thì chắc là Sony đã có một cái chức năng là mịn một tí rồi đó. Thì khi mà khách đã thích xong rồi, họ đã chọn xong file rồi, về chúng ta đã rất dễ nói chuyện, mình đã chỉ chỉnh đúng file đó thôi, đúng theo cái yêu cầu của nó xem với JPEG, thậm chí là chúng ta đã chỉ chỉnh luôn cái JPEG thôi, cái RAW nó chỉ hỗ trợ cho một vài cái điều mà ví dụ như ánh sáng nó chưa đều, nó chưa đẹp đó. Ok, thì lần tới mọi người hãy thử dùng cái này nhá. Ok, cái tiếp theo đấy là ở đây thì mình đã có một cái mini game của Sony, thì mọi người có thể dùng điện thoại để chúng ta quét cái này để chúng ta tham dự cái mini game. Thì để giới thiệu về cái mini game này thì chắc là mình sẽ nhờ bạn Sony hướng dẫn. Phương Anh ơi, ở đây thì mình sẽ nhờ bạn Phương Anh là hướng dẫn mọi người về cái mini game này nhá. Đây là một set chuột Halloween, hoa hồng đen. Đây là tất cả anh chị em thi nhau chụp. Thi nhau chụp luôn. Bên này thì góc chụp tươi sáng hơn so với bên kia. Nó gấu có đèn LED RGB. Anh em đang tác nghiệp rồi, đồng lắm. Thank you.